kính thưa quý vị, nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét về ông cung trầm tưởng rất là hay mà được rất nhiều người kính mến và mê cung trầm tưởng với cái thơ của ông. Chẳng hạn như ở bài thơ gọi là Phạm Duy đã nhận xét về cung trầm tưởng như sau: Sài Gòn năm 1958, chính quyền ở miền Nam đã đứng vững. Quý vị nhớ mấy cái câu đó chính quyền ở miền Nam đã đứng vững sau mấy năm thành lập. Người dân, nhất là người dân ở thành phố sống trong an ninh và thịnh vượng hơn là trong thời chinh chiến vừa qua. Phòng trà mọc lên như nấm. Thế hệ ca sĩ thứ ba ra đời Sau các thế hệ ca sĩ tiền bối như là Ái Liên, Thương Huyền, Thái Thanh, vân vân. Tân nhạc ở miền Nam phát triển mạnh mẽ với xu hướng nhạc tình cung trầm tưởng một thi sĩ trẻ vừa ở Paris về đưa cho tôi mấy bài thơ để phổ nhạc trong đó có bài nói về mùa thu và mùa đông Paris. So với nhạc tình thời đó hai bài này rất mới lạ cho nên được các nữ ca sĩ trẻ đẹp như là Thanh Thúy, Thu Hương, Lệ Thanh trình bày hàng đêm tại các phòng trà rồi đến các đài truyền thanh radio, các nhà soạn xuất bản nhạc, các hãng đĩa đưa nhau phổ biến những bài thơ phổ nhạc của chúng tôi. Nó trở thành những tình khúc của một thời, thời kỳ đẹp nhất của người Việt trong thế kỷ này chăng thưa chú? Vâng, thưa với anh, thì đó là trong những chương trình của hai anh em mình, anh cũng hay tâm sự với quý khán giả, cũng với riêng em. Dạ. Là anh rất là trân trọng cái thời Đại nhất cộng hòa thời ông ngô đình diệm vâng. thì những cái mà anh vừa mới trình bày đến quý vị đó là thời Đại nhất cộng hòa vâng. đó thành ra đó là một, khi đó là đúng là một cái, cái 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 thời khác mà chúng ta được an bình và khi mà chúng ta khi đất nước nó an bình và nó thành thơ dân chúng được no đủ và bình an thì có thể nảy sinh ra những cái nhân tài như là ca sĩ, nữ ca sĩ Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, nhạc sĩ Phạm Duy, nhạc sĩ Lam Phương Hoặc là nhà thơ Trần Bích Lan hoặc là giáo sư Triết Trần Bích Lan Và trong đó có giáo sư Dương Đại Hải nữa mà tươi anh Cảm ơn em <laughs> Mê Văn Chương yeah. Tôi là người không có tài nhưng mà là mê Văn Chương, đó là sự thực Vì vậy Văn Chương lâu quá Mà tôi thưa quý vị và thưa chú cái ông Cung Trầm Tưởng này đọc những cái bài thơ về Paris Thì mình thấy cái giọng điệu là thơ mới yeah. Nhưng mà ông cũng là một con người mê văn chương Việt Nam Đó, vâng. Bằng chứng là ông làm thơ lục bát hay lắm yeah. Tôi xin đọc hầu quý vị và chú một bài thơ lục bát của ông ấy yeah. Đó là cái bài gọi là Kiếp Sau Ông ấy làm một bài thơ rất ngắn Sau này Cung Trầm Tưởng có viết lại hai version khác Nhưng có lẽ vẫn không vượt được ban đầu Vào năm 1959 ở Sài Gòn bù em một thoáng trời gần đơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi quý vị thấy ừ, cái chữ cũng ngần ấy, ngần ấy thôi. thôi nó vừa đặc thù tiếng việt ừ. mà nó là con nói lên con tường con người có vẻ lững thững ừ. con người có vẻ lừng khừng ừ. Ừ. cho nên mới gọi là có ngần ấy thôi ừ. Bùi em góp núi trung đồi thiên nương đốt lá cũng rồi hoang sơ Bùi em xuôi có ngàn thơ vẫn nghe chắc trở bên bờ sông thương quên thôi bóng sẽ phai hưởng mà xưa tiếng gọi nghe dường thiên thu non sông bóng mẹ sầu u mòn trông ngưỡng cửa chiều lưu mái sầu thôi em xanh mắt bồ câu vàng tơ sợi nhỏ xin hầu kiếp sau quý vị thấy nó có vẻ tư tưởng thoát tục yeah. như là của một chàng lưu nguyễn yeah. cho nên mới nói rằng sẽ xin hẹn kiếp sau yeah. mặc dù bây giờ có một người đẹp với một cặp mắt bồ câu yeah. không thể nào quên được yeah. cho nên trong cái thơ cung trầm tưởng mới có cũ có nhưng mà quan điểm chính là cái vấn đề tinh thần dân tộc hồn dân tộc nó luôn luôn nó ám ảnh và nó phản phất trong tâm hồn của người cung trầm tượng anh đồng em đồng ý với anh hoàn toàn với nó vâng. đứng bên cạnh một người đẹp với cái màu mắt màu xanh lơ đúng. mà lại nhớ lấy dòng sông thương lúc nào cũng nhớ về quê mẹ. vâng đó thành ra cái người uh, Việt Nam chúng ta đừng nghĩ là chúng ta đi ngoại quốc là chúng ta vong bản đâu đúng Không rồi phải. lúc nào cũng vậy quê hương là trên hết nhưng mà trong quê hương đó nó phải có những cái gì mà để chúng ta trân quý và trân trọng. vâng tại vì cái chỗ đó là nơi mà chôn đau cắt rún của chúng ta ra đi, nhá nhưng đừng để làm một cái gì để nó phai nhạt tất cả những hình ảnh như là con đò bến cây đa bến cũ ngày xưa cũng vâng. giống như là ông cung trọng tưởng qua bên tây chẳng hạn, thành ra ông mặc giống đứng bên người đẹp vâng. mắt xanh lơ mà ông vĩ ngẫn nghĩ tới Việt Nam và trở lại cái vấn đề là tại sao cái 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 thời gian mà chúng ta bị người Trung Hoa họ đô hộ đó đúng. mà nó không ảnh hưởng nhiều bằng cái thời gian của Pháp anh thấy là ở Sài Gòn ngày xưa tất cả những cái nhà cửa hoặc là cái nếp sống đều y như bên Pháp hết em có quan em thấy thí dụ như là ở bên Pháp nó có những cái cà phê to bắc tức là không phải ở trong cái quán cà phê mà nó người, ta ngồi bên lề đường đúng đó bên là dòng sông bên ừ, bờ dạ, sông để ta hút thuốc và khi đàn ông đi ra ngoài lúc nào cà vạt Đúng. vest đàng hoàng đi uniform. không biết họ làm cái gì vâng. nhưng mà họ rất là serious chính xác đó thành ra những cái những cái nét văn minh những cái đó chúng ta cần phải học hỏi vâng. chứ chúng ta đừng có mà bị uh, uh, một vài cái hình ảnh lai căng là đó mà chúng chúng ta học hỏi thì nó cũng không tốt lắm Đúng. được anh chú nói rất chính xác cũng như là cái thơ cung trầm tưởng có một số người họ hỏi tôi họ thắc mắc bởi giáo sư à Tại sao ông lại dùng cái chữ bù em là không phải là đền em như là nhạc sĩ Phạm Duy thế ừ. như thế này. trò chuyện về thơ tức là trò chuyện với chữ, vấn đề ngữ sự nói như cung trầm tựa. Trước hết là chữ bù, bù em. Nhạc sĩ Phạm Duy có lẽ vì nhu cầu và âm nhạc đã đổi ra là đền, đền em. Nũng nịu có vẻ rất là nhõng nhèo, dễ thương. Còn tây hơn, hợp thời hơn, nhưng mà bù em mới việt chữ đền Chữ đền có nghĩa là đổi trao, lấy đi rồi đền lại. Còn chữ bù chỉ thấy cho, chỉ lấp đầy. nguyên lý lấp đầy lại là rất phụ nữ, rất nhục cảm, rất sát nghe, rất cung tầm tưởng. Bù lại gần với âm bù. Bu, bu là gọi mẹ, theo tiếng quê ta. Một người Tây con như cung trầm tưởng thời ấy làm thơ tặng những em tóc vàng sợi nhỏ mà lại viết bù em thật tuyệt vời nhưng mà Phạm Duy lại có lý hơn khi ông đổi lại là đền em. Ai cũng hiểu ở Phạm Duy là ý thức cộng đồng, ý thức dân ca, còn ở cung trầm tưởng là ý thức biệt dã, ý thức thi ca. bùi em là ngôn ngữ thứ nhất, ngôn ngữ bùa vừa... chú khác lạ, không giống ai. Ngôn ngữ vừa được nhà thơ tác tạo cả bài thơ có hơi cổ điển, có hồn ca dao nhưng không phải là ca dao thuần túy mà là ca dao đã hóa thân cổ điển đã tục lụy thiêu nương đốt lá cũng rồi hoang vơ các cụ xưa đâu có viết như thế các cụ môn đăng hộ đối đâu có thấy bình dân cũng rồi ngồi chung chiếu với quý tộc thiêu nương rồi lại thôi em xanh mắt bùa câu ca dao viết về như thế ca dao thường trực tiếp dễ hiểu em thôi mắt xanh hay mắt em thôi xanh đi khi gặp thôi em xanh mắt người dọc lạc và mê đạo mà xưa tiếng gọi nghe giường thiên thu. Toàn thể câu thơ là một bể hoang đường lạc đất. Tất cả những cũng rồi mà xưa nghe giường gieo vào câu thơ như chỗ bất ngờ nhất, làm lỗi nhịp, làm đảo thần lục bát phát sinh một âm hồi mới. Wagner hay là Mozart, Phạm Duy hay là Văn Cao, có hết, tất cả đồng quy ở tiếng gọi thiên thu hay tất cả đều đã hoang sơ. Cung trầm tường đã sướng lên một thứ cổ cô ra cố giao da, hiện đại, non sông bóng mẹ sầu u, mòn trong ngưỡng cửa chiều lưu mắt sầu. Những tiết tố âm nhạc quá khứ hiện tại không gian thời gian ẩn hiện giao tỏa với nhau, Như hình ảnh cháo mòn như đêm hoa kết bọng, sông thương chắc trở được hồi sinh trong một kiếp mới nhờ cách xếp câu đào tứ bù em một tháng trời gần thật là tuyệt vời thưa chú. Vâng khi mà anh nhắc đến hai cái danh từ bù với đền thưa anh, vâng, thì em cũng đồng ý với anh hoàn toàn, tại vì cái tiếng Việt Nam của chúng ta đó nó rất là phong phú, vâng, nếu mà chúng ta khi mà chúng ta nhìn nghe cái chữ bù với chữ đền á, thì cái cái nó, nó giống nhau, vâng, nhưng mà thực sự ra nếu mà chúng ta đi sâu vào vấn đề thì cái chữ bù của chữ đền hai nó khác nhau, như sao? nó khác nhau ở cái chỗ là theo cái sự suy nghĩ của em, vâng, bù, thí dụ như em quen với một người bạn gái Đấy không em bị uh, lỗi hẹn cái gì đó thì em em lại không nói chữ đền vâng. mà em nói thôi anh xin lỗi em lần sau anh lại bù lại cho em chính xác đó còn cái đền đó là ơn đền oán trả nó Đúng. nặng hơn Có qua có lại là... với là đền còn bù là chỉ có một phương một phương thôi mình có lỗi thì mình bù cho nàng mình bù vậy? cho nàng mà em thấy là xài cái danh từ bù đó mặc dù chữ bù và chữ đền cũng là tiếng việt nam nhưng mà hai cái ý nghĩa nó theo em nó khác nhau thí dụ như em nói em thích nói tới bù hơn là tới bù khi nó nói nó ủy mị nó, nó dễ thương và nó cảm nhận cái người nghe thí dụ cái người yêu của mình giận mình mà mình nói thôi anh xin lỗi em để lần sau anh bù lại cho em nó dễ thương là vâng. tôi anh đền em lần tới <cười> 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 anh, thưa anh <laughs> Rồi nói đúng lắm thưa quý vị cái ông này ông dùng những cái chữ không bao giờ mình ngờ đấy trả vâng. như là chữ bù nó tuyệt vời cái chỗ đó cũng như là ngày dùng cái chữ gọi, cũng ngần đấy thôi vâng. cái lối nói rất là Việt Nam vâng. quý vị tìm cho tôi dịch cái câu đó sang tiếng Pháp sang tiếng Anh nó trả ra cái trò gì cả dạ. đấy tôi đã càng đi sâu mới càng thấy cái ngôn từ Việt Nam nó là vừa thi vị dạ. mà nó lại vừa là phong phú díu như người dùng là một nhà học giả Đúng rồi, chúng ta phải công nhận cung trầm tưởng không phải là một con người thi sĩ thường rồi, mà là một học giả về ngôn ngữ với những cái chữ đặc biệt không ai ngờ bù em rồi cũng ngần ấy thôi cái lối nói rất đơn sơ mộc mạc mà nó gói ghém cả một cái tâm hồn của một người nặng về vấn đề tình yêu đôi lứa là như thế hoàn toàn đúng thưa anh vâng. và kính thưa quý vị nếu mà nói với nhà thơ cung trầm tưởng và đi song hành với cái hồn nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy thì chúng tôi nói không hết được thì thời lượng không cho phép thì anh em chúng tôi xin tạm ngừng chương trình ở đây và xin anh gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Vâng, xin cảm ơn quý vị đã nghe anh em chúng tôi tâm tình về nhà thơ Cung Trầm Tưởng Ông ấy thật là thần tượng của tôi bởi vì tôi đã từng ở Paris nhiều và tôi đã từng tiễn em nhất là cái ga ông tôi rất dành <laughs> yeah. cho nên bây giờ đây là một trong cái sự kiện mà tôi may mắn được hầu chuyện quý vị với chú Doanh Xin ơn trên phù hộ chúng ta. Mời chú. Dạ vâng. Và anh Dương Đại và ông Doanh Anh được lưu luyến chia tay cùng quý vị và hẹn lại quý vị trong chương trình Câu Chuyện Văn Học cuối tuần lần tới. Và xin chúc quý vị một buổi chiều còn lại thật hạnh phúc bên gia đình và quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng VBS trên băng tầng 57.6 ở Orange County, 16.8 ở trên Seoul G và trên hệ thống worldwide trên toàn thế giới để theo dõi những chương trình thường xuyên của đài. Và anh em chúng tôi tạm biệt quý vị.